Sư cho con hỏi, khi người đã mất làm sao để biết được họ về cảnh giới lành theo nghiệp lành hay đọa theo nghiệp xấu khi thân hoại mạng chung? Cái cách tốt nhất để mình biết được là mình có thần thông mới biết được thôi. Chứ còn bây giờ sư đâu có thần thông đâu mà sư biết. Mà quý vị cũng không có thần thông để mà quý vị biết. Mà bây giờ cũng không tìm đâu ra ai có thần thông để mà biết. Tuy nhiên khi mà chúng ta dựa vào cái cận tử nghiệp ấy, thì chúng ta cũng có thể biết được một phần. Tức là cái khả năng. Thí dụ như một người khi mà họ cận tử ấy, họ yên ổn, họ an vui, họ thoải mái, họ mỉm cười, thì cái khả năng cao là họ sanh lên. Một người mà khi họ cận tử mà họ luôn an trú được niềm tin vào cho với Tam Bảo, thì khả năng cao là họ đi lên. Một người khi họ cận tử mà họ vẫn luôn giữ, thậm chí họ có thể giữ cái tư thế họ hành thiền, thì khả năng cao là họ đi lên. Thậm chí là mình không biết là họ có chứng hay không luôn, đừng nói. Như là Ngài Thiền Sư Pháp Minh, là vị dịch cái chú giải Bộ Pháp Cú. Cái mất của Ngài đẹp lắm. Ngài mất như thế nào? Ngài mất là cái chỗ Ngài ở thì Ngài ở dưới gốc cây. Ngài căng rồi Ngài căng cái tấm phên, Ngài căng lên thấp thấp vậy đó, để ngăn không cho rắn rít nó vào thôi. Rồi Ngài ngồi ở đó, Ngài hành thiền. Rồi một hôm cư sĩ đến, Phật tử đến, và thấy Ngài không có hử gì hết, thì mới vào xem, thì hóa ra Ngài đã mất. Ngài mất trong tư thế Ngài đang ngồi kiết già, Ngài đang ngồi hành thiền. Thì phải nói là với cái sự ra đi như thế, thì người ta có niềm tin mãnh liệt là thế nào Ngài, nếu Ngài không chứng đắc cái gì thì Ngài cũng đi lên thôi, chứ Ngài đi xuống cái kiểu sao được, khi mà cận tử mà còn hành thiền như thế đó. Thì đó là những cái điềm báo ha. Một người khi chết rồi họ có thể sanh thiên. Rồi những cái điềm báo một người có thể đi xuống nè: chết trong đau đớn, quằn quại, khổ sở, khóc lóc, mê man nha. Chết trong sự thương tiếc, tiếc của, tiếc núi. Chết mà còn kêu gào la hét. Chết trong sự đau khổ, thì khả năng rất cao là người đó khi chết sẽ đi xuống. Thì đó là suy xét theo cái cận tử nghiệp. Ngoài ra thì họ cũng có thể kể về những cái họ thấy khi mà họ cận tử. Ví dụ như có người thì thấy toàn là ma quỷ, có người thì thấy lửa, địa ngục. Thì những cái đó là nó biểu hiện cho thấy là họ chuẩn bị đi xuống. Có người thì họ thấy chư thiên, thì đó là biểu hiện cho thấy là họ chuẩn bị đi lên. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì thêm về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Những cái điểm chính đó nha, điểm chính của câu trả lời này thì Đại Đức Hạnh Tuệ đã trả lời rất là chính xác. Sư cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm đó. Ở đây thì sư xin kể cái câu chuyện, có nghĩa là kể cho quý vị hiểu rõ thêm, có cái niềm tin nhân quả thêm, và hiểu rõ thêm là cái lời Đại Đức Hạnh Tuệ nói là nó phù hợp với trong kinh điển chú giải, chứ không phải là nói suông. Mặc dù nó có thể là hơi ngoài lề với cái câu hỏi này tí, đúng không? Nhưng mà thật sự cái câu này là cái câu chuyện này nó phải là gọi là phải đáng lưu tâm nha. Đáng lưu tâm để mình làm gì, để mình cảnh tỉnh mình, để mình ráng tu tập. Quý vị, ở trong chú giải có nói có một cái câu chuyện xảy ra ở Sri Lanka thưa quý vị. Đó là Một vị là một vị con đã là A-la-hán rồi, thì có một người cha. Thì trước đó đó, trước khi đi tu á, là người cha của cái vị này là thợ săn. Thì sau đó thì đi tu, thì lúc mà ông bệnh đó quý vị, gọi là cận kề đối diện với cận tử nghiệp đó, thì những cái nghiệp tướng, thủ tướng nó sanh lên. Thì đã trong chú giải có mô tả như vậy. Thì lúc đó là ông mới hoảng hốt, ông mới hét lên như vậy nè. Ông mới la lên là nói con đuổi mấy con chó ra, mấy con chó đen ra cho ba con đuổi mấy con chó đen ra đi, nó đang tính cắn mà nè. Thì cái vị con á, lạ là hán rồi đó, thì mới biết được là cha mình đang ở giây phút cận tử mà đang thấy cái cảnh mình thú tướng như vậy rất là xấu. Thì khi đó đó người con lạ là hán mới đầu tiên là mới tắm rửa cho cha mình sạch sẽ, rồi xong mới nhờ các vị tỳ kheo khiêng cha mình ra giữa chánh điện, rồi xong mới đốt đèn cho sáng lên, không tạo một cái không gian giống như là nó sáng được lên cho nó có cái sự mà tỉnh táo đó. Ngoài cái cơ thể nên được tắm rửa lau chùi nè, nó thoải mái nè, rồi với không gian thì nó sáng, nó rõ ràng, để cho đầu óc nó tỉnh táo, không? Rồi cũng đồng thời cũng đốt cái những cái giống như cái chầm thưa quý vị, để cho tạo cái nhắc thoải mái. Rồi sau đó là người con A La Hán mới thủ thỉ trong tay với người cha mình rằng là cha nhớ lại đi, lúc mà hồi cha chưa đi tu á, cha có một bố thí cúng dường đó đến chia tăng đó, cha hãy nhớ lại những cảm giác đó, những cái cảnh đó, không? Thì khi mà người cha đủ bình tĩnh, ngoài cái những yếu tố về vật chất đó, không? Rồi yếu tố tinh thần của người con, tức là chợ duyên thêm ha. Thì người cha nhớ lại, thì ngay thời điểm đó thoát khỏi cái phải tái sanh và 4 cõi khổ. Thì xin thưa quý vị, khi mà nghe câu chuyện này nè, sẽ đọc qua câu chuyện này thì đúng là sự có cái ấn tượng thiệt. Nhưng mà là cái câu chuyện sẽ kể kế tiếp cho quý vị nè, nó còn lại ấn tượng hơn. Là khi mình đọc chú giải đó, thì mình cũng mường tượng là nó có xảy ra như vậy, có niềm tin nha. Nhưng mà rồi đây sẽ kể câu chuyện quý vị dựa trên một chuyện có thật nè. Là cách đây 2 năm thì ở một ngôi chùa ở trong thành phố Biên Hòa, thì có lần đó là sư gặp lại một cái vị đại đức đó là quản chùa đó. Thì sư ngồi nói chuyện nè, nói chuyện qua nói chuyện lại thì đột nhiên cái vị đó mới kể là ở chùa tôi ông sư danh đó là ông vừa mới mất vậy đó, mà tôi nói sư nghe nè sư, mà đôi khi bản thân mình đọc kinh điển mình không tưởng tượng được nha, nhưng mà khi mà tôi nghe cái câu chuyện mà ông này xảy ra thì tôi mới thấy đúng là đối chiếu kinh điển rồi là Phật dạy, mình thấy đúng thiệt. Thì sư mới hỏi là câu chuyện như thế nào đại đức. Thì cái vị đó mới nói là trong chùa có một vị sư cụ đây là nó đúng hơn là hồi già tới già đi tu thưa vị, nghĩa là già giống như là có con cái đầy đủ đề huệ hết trơn rồi, đúng không? Thì cụ hình như là cũng như 60 mới tu đó. Thì chẳng may là cụ bị ung thư vòm họng là phải mổ mà xuyên trên cái chỗ này nè, để làm một cái mũ đờm mũ máu đó, nên là phải ra đường này. Thì vị đại đức đó kể là trước một tháng là cái vị sư cụ đó mất á. Thì sư cụ này thường xuyên xuống tâm sự với đại đức này, nói là tôi sao gần đây cứ cách một tuần hay 6-7 ngày là sao tôi thường thấy là có những cái con mà giống như con ngạ quỷ nó lại nó xin đờm, nó xin mũ máu, tôi thấy những cảnh tượng đó là gì đó. Thì cái vị này nghe chỉ biết thôi, nhưng mà rồi nghe chỉ ghi nhận thưa vị chứ đâu có nghĩ đâu. Nhưng mà đúng là 1 tháng sau là cái vị này chết. Cho nên là mặc dù hai câu chuyện này nó tạm gọi nó không liên quan đi, nhưng mà sư muốn kể cho quý vị để cho quý vị hiểu là những cái vận hành của nhân quả, những cái hành động quý vị làm thì ngát các sanh thú đó, nó có cái, nếu mà mình có ý thức được thì mình hãy cố gắng tu tập, để nhiều khi mà lỡ mình rơi vào những trường hợp xấu, mình không xử lý được, mình có tâm hoảng loạn thì mình sẽ tái sanh cảnh giới xấu. Và trước khi kết thúc câu trả lời này thì cũng mong quý vị là khi mà mình có hỏi câu hỏi này nè, thì mình phải hiểu sâu xa hơn, cái việc mà tái sanh ở nơi đâu rõ nhất, cái người rõ nhất là chính bản thân quý vị là người rõ nhất. Còn ngoài ra cái vấn đề thần thông giống như Đức Hạnh Tuệ nói cũng đúng, hay là biết chính xác là bị Phật toàn giác hay nào nào đó, nó chỉ là một khía cạnh là mình tham khảo thôi. Còn mình muốn biết chính xác thì ngay trong hiện tại là chính bản thân mình hãy làm các thiện nghiệp đi, thì mình mới là người, nghĩa là mình mới là người mà trả lời trung thực nhất cho mình, là mình biết rõ mình tái sanh cõi nào. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này ạ. Cho nên cái sự hiện diện của chư tăng vào thời điểm cận tử là cái rất là quan trọng. Nhiều người họ thà tốn tiền cho các dịch vụ mai táng để có một ông thầy cúng tới tụng đám, hơn là họ thỉnh chư tăng vào thời điểm mà người thân đang cận tử. Tại vì cái giai đoạn mà nếu như sư nói thiệt, nếu mình thương người thân mình, thật sự mình thương, thì khi người thân mình còn có thể nghe được nha, khi người thân mình có thể nghe được, có thể nói không được nhưng mà còn nghe được, còn hiểu chuyện, thì nói nó hơi kỳ nhưng mà bằng mọi cách, bằng mọi giá mình phải thỉnh cho được một vị sư, đương nhiên là cũng đàng hoàng, đến để mà giúp đỡ. Chứ còn hôm rồi đó cũng có một trường hợp người thân cận tử, sư thì vì lòng từ nha, vì lòng từ sư phải nói là sư rất là mệt, nhưng mà sư vì lòng từ, thành ra sư cũng hỏi là sao, có cần sư xuống hay không. Thì sư đã nói tới như vậy rồi mà người nhà từ chối thì sư không nhắc lại nữa. Tại vì sư không biết lý do tại sao người nhà từ chối, nhưng mà một vị sư vốn dĩ một vị sư là không nên gợi ý người khác thỉnh mình. Nhưng mà phải nói là sư vì lòng từ, sư nghĩ là mạng người là quan trọng, cái sự đi lên hay đi xuống của một con người là quan trọng, cho nên sư mới hỏi khéo là có cần thỉnh sư xuống hay không. Nhưng mà người nhà từ chối thì như vậy sư rất lấy làm tiếc, làm cái cách mình thương người thân của mình thương không đúng, thật sự mình thương không đúng. Mình có lẽ là hiểu lầm hay là suy nghĩ như thế nào đó, hoặc do cái nghiệp nó che mờ mắt của người thân, cho nên là mình từ chối sự xuất hiện của một vị tỷ kheo. Chứ còn cái lúc mà người thân ngặt nghèo như thế là cái lúc cần thiết nhất. Chứ còn cái chuyện mà gọi điện thoại thì xin thưa nó giảm cái sự tác động, nó giảm đi rất là nhiều. Cái cuộc đời ông thầy chùa của sư gặp nhiều trường hợp mà phải nói sư rất lấy làm tiếc, là người ta cứu người thân mình mà cứu quá muộn, không biết cách cứu, gọi là không biết cách sơ cứu. Có nghĩa là sao? Cái giai đoạn mà cần một vị tu sĩ nhất, giai đoạn cần một vị tỷ kheo nhất là giai đoạn người thân của mình đang hấp hối mà còn tỉnh táo, còn nghe được. Chứ còn chờ tới lúc mà người thân mình là im ru luôn rồi hôn mê, một là hôn mê, hai là chết rồi, thì kêu mấy sư tới, sư nói thiệt vô ích nha. Giỏi lắm thì tới là cầu an cho người thân để cho người thân bớt đau buồn, chứ còn bản thân cái người mà nằm đó rồi là thua. Thành ra nhiều khi á, sư thương là thương chúng sanh vô minh. Mạng người là quan trọng, sư nói thiệt mạng người là quan trọng. Sự đi lên đi xuống của một người là quan trọng. Có đôi khi á, sư thì sư nói nó hơi kỳ, mình có thể buồn, mình giận cái người nhà, chứ còn bản thân người bệnh họ không có lỗi. Mình thương thì thương như thế, nhưng mà người nhà họ không hiểu chuyện thì đôi khi mấy sư cũng chịu thua thôi. Không phải là sư đang nói về một hai trường hợp, sư gặp nhiều trường hợp như vậy rồi.